Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, như hỗ trợ 1.000 túi an sinh trong dịch Covid-19, tổ chức khám bệnh cho đoàn viên, chăm lo cho người lao động khó khăn với tổng kinh phí chăm lo hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ điều trị cho 155 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 8,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công đoàn còn phối hợp với các phòng ban triển khai chương trình phúc lợi cộng thêm, bán hàng giảm giá từ 5% đến 30% cho 59.000 đoàn viên người lao động. Nhiệm kỳ 2022-2027 thì Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy cái vai trò là người bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó là việc nâng cao chất lượng trình độ của người lao động để nhằm tiếp tục góp phần xây dựng một cái môi trường văn hóa, môi trường lao động đáp ứng được cái yêu cầu của đơn vị. Công đoàn tổ chức các cái khóa đào tạo để giúp nâng cao trình độ của người lao động, giúp nâng cao trình độ của cán bộ Công đoàn Liên hiệp, làm đúng cái vai trò của người giám sát, làm đúng vai trò chức năng của tổ chức công đoàn, người đại diện của người lao động, chăm lo quyền lợi cho người lao động trong cái giai đoạn sắp tới. Kết quả, Đại hội bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và được sự tín nhiệm của Đại hội, đồng chí Nguyễn Cương Quyết được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op.